Vâng, đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý vị nhé. Hiện tại là đang là 2 giờ chiều ngày mùng 6 tháng 5 của năm 2020. Vâng, thì tôi đang có mặt tại xóm Gò Làng và ngày tại nhà anh Hải Thực ở xóm Gò Làng, xã Văn Cúc, quận Cẩm Khê để giao cho anh bộ bàn ghế Minh Quốc Đào Chim chất liệu gỗ lim và cột 12 gồm 6 món. Và kèm theo là một chiếc kệ tivi và mẫu kệ cao. Quay cho quý vị xem mẫu kệ cao chất lượng gỗ Santa 100%. Và được tôi làm theo kiểu kệ cao cân. Kệ này là kia rất hợp với nhà cấp 4. Và ngày xưa còn gọi là cái kệ tủ tường, hay bây giờ thu nhỏ gọn lại là cái kệ để tivi thôi. À, thì đây có chi tiết cho quý vị tham khảo trên. Trước mặt quý vị đây là cái đoạn dài của bộ ghế Minh Quốc Đào Chim chất liệu gỗ lim nhé, cột 12 gồm 6 món. Bộ ghế này có kích thước là cái đoạn dài là 1m97 quý vị nhé, còn cái bàn là 1m4 rộng 70 và kèm hai chiếc ghế đơn rộng 85 sâu 62. Và bên trong phòng thờ là một bộ bàn thờ chúng tôi bàn giao cho anh từ tháng trước. Và bộ bàn thờ bằng chất liệu bằng gỗ hương đỏ Nam Phi, và chúng tôi chạm mẫu như ý, gọi là mẫu chuyện như ý. Và bộ án da có kích thước là 1m87 rộng 97 kèm theo bàn tư. Và chúng tôi bàn giao anh tháng trước rồi, hôm nay vào là bàn giao tiếp cho anh bộ kệ tivi và bộ ghế phòng khách đây. Thì quý vị nào muốn có những gian không gian nhà cấp 4 như nhà anh Hải này thì là cái rất phù hợp với cái mẫu kệ này, thì quý vị sẽ liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám thôi nhé. Tôi xin thi công và lắp đặt theo yêu cầu quý vị. Thì xin chào tạm biệt quý vị nhé, hẹn là gặp quý vị clip sau nhé.